Chào mừng các chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồn Nhiên. Hôm nay Nhiên sẽ giới thiệu các chị một cái sản phẩm là một cái máy cắt gạch và cắt gỗ của hãng Deston. Con máy này rất là mới trên thị trường hiện tại. Chưa có cái hãng máy nào có một cái điều đặc biệt giống như con máy này luôn. Thì con máy Deston này là nó mang cái model là DK115. Công suất của nó là nó 1500W, một công suất rất là ấn tượng, công suất rất là lớn. Vòng tua nó chạy là 12.500 vòng trên 1 phút. Đường kính lưỡi là 115mm, điện thế 220 và tần số là 50Hz. Thì cái con máy này như nó có điều đặc biệt, thì các anh chị nhìn trên cái thân máy này, các anh chị thấy nó giống một cái máy cưa gỗ. Từ trước giờ chưa có, tức là các anh chị mua phải một tấc rưỡi đổ lên á, thì nó có những cái con máy là vừa cắt gỗ vừa cắt gạch được, tại nó có cặp te bảo vệ. Còn con máy lưỡi 1 tấc 1 thì từ trước giờ chưa có sản phẩm nào ở Việt Nam mà Nhiên thấy nó có cái được cái này, trừ những cái màng nghĩa địa là 110 như các anh chị, tức là ở nước ngoài đó thì người ta xài lâu rồi nhưng mà nó cũng rất là hiếm. Nhưng mà Việt Nam bây giờ nó mới về, là hãng Deston nó về một con máy cực kỳ chất lượng. Nhưng mà con máy này được bán tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên chỉ với mức giá là 800.000 thôi các anh chị. 800.000 được bảo hành 6 tháng chính hãng. Thì nếu các anh chị thấy phù hợp thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm này. Nếu được, alo, mua về xài, rất an toàn, tiện lợi, tuyệt đối luôn. Cắt nghiêng 45 độ được luôn. Rồi, bây giờ mình tìm hiểu nó. Khá là đơn giản, khá là gọn gàng nhưng mà rất là tinh tế luôn. Đó, một cái sản phẩm nè, các anh chị thấy một cái máy nhìn nó rất là ngầu, nhưng nhìn vô cái máy này thấy rất là thích. Mặc dù đẻ 101 thôi nhưng mà nó làm thì các anh chị biết từ trước giờ đó. Thì chúng ta mua cái máy cắt gạch đó thì nó có đế dưới này thì chúng ta không có canh được cái đường cắt của cái lưỡi. Nhưng mà này bây giờ nó ra một cái mẫu là chúng ta canh được cái đường cắt lưỡi. Và đặc biệt đó là nó có một cái bảo vệ an toàn trên này, để chúng ta khi chúng ta cắt gỗ xong chúng ta buông ra là tự động là nó nhảy cái cà tem bảo vệ, nó bảo vệ lại liền. Và nó có được cái giá đỡ bên này để chúng ta cắt gỗ cho nó thẳng à, nó giống con máy cắt gỗ 1 tấc 8 ha. Thì ở đây thì nó có một điều hay nữa là nó nghiêng, nó cắt tiếp cạnh được luôn, cắt 45 độ vẫn được nè các anh chị. Đó, khi các anh chị xoay nè, thấy không, đó nó xoay nó sống ở chỗ này, cái chỗ này nó sống luôn và mặt bên này nó cũng sống luôn. Đó, nó xoay nó cắt, khi chúng ta cắt nè các anh chị thấy là khi mà các anh chị cắt nghiêng, cái nghiêng 45 độ nè, anh chị nghiêng kéo xuống, khi đó các anh chị cắt là này nè, đó khi nó cắt là nó cắt 45 độ trên cái mặt gỗ như thế này, rất là hay đúng không. Cái máy này Nhiên nhận thấy rất là hay và một cái máy rất là đầm, mỗi máy cầm rất chắc tay luôn, giá chỉ 800.000 thôi. Thì bây giờ để mình cùng xem thử xem nó chạy mức độ mạnh của nó như thế nào nhé. Vô cùng mạnh luôn các anh chị, cực kỳ là mạnh luôn. Con máy này chứ các anh chị mua về chúng ta nè, cắt gạch, cắt gỗ, cắt cái gì cũng được hết á. Thì trên này nó có một cái nút để chúng ta nhấn lại để cho khi nó chạy luôn nè. Đó, khi đó nó chạy luôn ha. Nhấn lại gài lại khi đó chạy luôn, một cái đầu nhôm các anh chị cầm. Con máy này nó rất là dày dặn luôn, để như cân thử xem nó nặng này, sức nặng nó bao nhiêu, một con máy rất là chắc chắn luôn. Rồi, một con máy này nó nặng 3,6 kg. Một con máy cắt gạch, cắt gỗ đa năng. Đây là đúng là mỗi con cắt gạch, cắt gỗ đa năng. Nếu mà nói về cắt thì cái sản phẩm này nó cắt rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng lấy một cái lưỡi mình test nó thử xem nó như thế nào nha. Dây nguồn thì nó làm khoảng chừng 2m nha các anh chị, 2m. Bảo hành 6 tháng chính hãng. Rồi. Rồi thì ở đây Nhiên sẽ hướng dẫn các anh chị gắn một cái lưỡi luôn. Các anh chị thấy ở đây nó có một cái vòng tròn như thế này, cái đường mũi tên của nó, tức là cái máy nó sẽ chạy theo cái chiều mũi tên như các anh chị. Và các anh chị lưu ý là cái lưỡi cắt nó cũng vậy, chúng ta phải chạy theo cái chiều mũi tên. Cái máy này nó không có tặng thè kèm lưỡi cắt nào hết, các anh chị phải mua lưỡi cắt nha. Thì nó chạy theo cái đường này, nếu các anh chị gắn nó lật như vậy thì khi nó xoay nè, nó xoay như thế này thì nó ăn trên cái đầu này, nó không có được nha, nó sẽ văng cái hộp kim này đi. Nên chúng ta phải lật cái lưỡi lại đúng chiều như thế này, nó móc lên như thế này, nó ăn vô gỗ nha, ăn bằng cái hộp kim này. Đó, thì các anh chị mở ra, các anh chị nhét cái lưỡi vào nè. Đó, các anh chị thấy là nó vừa luôn, nó không bị lúc lắc gì hết, nó vừa ngàm luôn. Và sau đó là chúng ta đậy cái nắp ở trên lại. Các anh chị siết con này là nó găng ngược nha, con tán này nó găng ngược.
thì nó tặng theo cho chúng ta là hai cái mở lưỡi, hai cái chìa khóa để chúng ta mở lưỡi nè, một cái chúng ta chịu bên dưới nè, anh chị chịu một cái này bên dưới đó, còn một cái này chúng ta chịu ở trên. Thì các anh chị cứ nhớ là nó gan ngược, nó siết vào là đúng thôi ha, nó siết vào là mở ra là siết vào, nó gan ngược ha. Rồi đó, nó cứng như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test cái sản phẩm này xem nó như thế nào. Rất là ngọt ha. Thì các anh chị thấy nó rất là hay là cái máy này nó không có bị bắn bụi vào người của chúng ta nè. Khi các anh chị thấy là khi chúng ta đẩy thì cái này tự động nó chạy lên nè, đẩy cái tự động nó chạy lên đó, khi chúng ta cắt qua xong nó buông trở lại là nó gài trở lại thôi. Còn khi các anh chị cắt gạch thì các anh chị có thể là kéo cái này lên rồi xong rồi chúng ta cắt rồi xong rồi còn thôi. Cái nhiều anh chị á lấy cái này nè cột lại bên này, lấy con dây buộc nó lại cho nó như thế này, còn nhiều anh chị không thích thì tháo cái này bỏ luôn, tháo này bỏ ra rất là bình thường. Đây các anh chị thấy nó cắt nè, đó rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi bây giờ để Nhiên nó nghiêng độ, Nhiên cắt thử khi mà nó nghiêng độ nó cắt như thế nào nha. Đó thì giờ Nhiên sẽ nghiêng độ, Nhiên cắt cho các anh chị xem nè. À, đó các anh chị thấy không, nó nghiêng độ nó cắt xong rồi chúng ta đưa vào nó cũng y chang như cũ nè, đó rất là hay luôn á. Đó rồi rất là tuyệt vời. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một con máy chỉ 800.000 nhưng mà nó sự tiện lợi và cái sự lợi hại của nó mang lại cho chúng ta như thế nào. Đầu tiên các anh chị thấy là một cái gô to thôi, nhưng nhìn cái gô to này như còn riền á, nhìn nó quá đã luôn á. Gần 42 ly đường tròn đó, bây giờ chiều dài cái gô to chà bá luôn nè. Nè các anh chị thấy là 56 ly luôn nè hả, 56 ly mà cái gô to 42 ly là các anh chị biết nó cực kỳ là lớn rồi. Đó, bạc đạn có trắng bụi ở bạc đạn che phía sau cánh gió, là cái máy này nó rất là hay là nó thổi gió ở ra phía trước của chúng ta nè. Đó, chúng ta xài là nó thổi ra phía trước, nó không thổi ra phía ngang bên người của mình ha. Cái này nó thiết kế rất là hay luôn. Ở đây là cái để nó chỉnh 45 độ khi cắt. Thì ở trên đầu này các anh chị thấy nè, ở đây nè nó có một cái phe, nếu các anh chị không thích cái này thì các anh chị có thể tháo ra, còn thích để nó bảo vệ thì chúng ta để nó bảo vệ thôi, nó an toàn cho chúng ta. Cái con tán nó làm rất là chắc chắn luôn, trước khi tháo máy thì các anh chị tháo hàng nha. Thì đó, cái sản phẩm như thế này đây, cái pin, cái xa to của nó trời ơi chà bá luôn, chỉ có 800.000 thôi, nhưng mà thật sự Nhiên đảm bảo các anh chị trong những cái hãng máy mà hôm trước giờ Nhiên test với cái tầm giá mức giá này thì Nhiên đảm bảo cái hãng Deston này có một cái giá rất là phù hợp để cho chúng ta sử dụng một cái sản phẩm vừa giá rẻ nhưng mà vừa lại có độ bền, được bảo hành 6 tháng, mà hàng chính hãng, không có nhái ở đâu hết các anh chị. Với cái sản phẩm như thế này chúng ta có thể, các anh chị về các anh chị có thể là cắt gạch vẫn được, thì chúng ta này là chuyên về cắt gạch và cắt gỗ mà, thì chúng ta thích cắt gạch thì đem ra cắt gạch. Các anh chị thấy cái đường cắt của nó trên một cái miếng gỗ như thế này rất là bóng láng. Còn cái mịn hay không là do cái gỗ, cái lưỡi cắt của chúng ta nữa. Nếu mà các anh chị mua lưỡi cắt này xịn thì cái máy nó càng bền hơn nữa. Đó, đó là những cái chia sẻ của Nhiên về một con máy chỉ giá 800.000 mà 1.500W. Cái gô to đúng là bự vải trưởng luôn. Cái này là người ta theo bà Tân Vlog và nói là cái gì siêu to khổng lồ là nó đó. Một con máy như thế này nhưng mà giá của nó chỉ mức là thấp thôi, nhưng mà cái độ bền, Nhiên đảm bảo con máy này cực kỳ bền luôn các anh chị. Cái gô to chà bá là chắc chắn là nó bền rồi, nó nặng như thế là chắc chắn là máy nó làm đầu nhôm rất là dày luôn, rất là dày dặn. Thì cái sản phẩm như thế này phù hợp, Nhiên đảm bảo phù hợp cho các anh chị sử dụng công trình hay gia đình nên sử dụng con máy này. Đó là lời khuyên của Nhiên luôn. Nhiên bán rất nhiều hãng nhưng mà Nhiên mở con máy này ra Nhiên rất là thích, tại vì nó quá dày dặn đó. Thì các anh chị có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp đến máy xây dựng Hồng Nhiên nhé. Và hãy nhớ nhấn đăng ký kênh bên dưới và nhấn chuông thông báo
khi Nhiên phát video mới thì các anh chị vào xem cùng tìm hiểu sản phẩm để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này, và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị nha.